Xin chào cả nhà, Hòa Danh xin đọc truyện tiếp theo trong quyển Sử Tích và Giai Thoại về Địa Danh Việt Nam của tác giả Vũ Ngọc Khánh. Truyện Núi Tầm Thên ở Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Núi Tầm Thên hiện ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, cách Phan Thiết 72 km. Tương truyền trước đây vua Chiêm Thành đã ở đó. Thuở xa xưa, vùng đất ấy có hai ông bà nọ đã già lợm khợm mà vẫn chưa có con. Họ cầu trời cầu đất mãi mới đẻ được một đứa con trai, đặt tên là Tầm Thên. Đứa bé sinh ra không giống người thường, chân tay nó dài nhùn nhằn và mềm oặt như con chàng hiêu, con chẩu chàng. Qua một năm nó vẫn chưa dậy được, chỉ nằm cả ngày há cái miệng không biết nói ra đòi ăn. Bố mẹ phải đổ nước thức ăn vào như mớm cho con cường, con yển. Quần áo cũng không mặc được, mỗi ngày thân mình và chân tay Tầm Thên mỏi dài ra, thò ra ngoài cửa. Hai ông bà già phải khiêng con đặt ở ngoài ngõ. Được mấy năm thì đầu Tầm Thên ở trên cao, còn chân thì dài đến bờ biển, miệng vẫn há ra nuốt hàng thùng thức ăn mỗi bữa. Bỗng một hôm, không biết vì sao trời sập xuống, tất cả làng mạc, nhà cửa trên mặt đất tan tành cả. Người cũng chết gần hết, chỉ còn một ít trẻ con lọt vào giữa những khe hở là không bị đè chết. Nghe tiếng ầm ầm, Tầm Thên mở mắt ra, thấy tối đen như trong hũ nút. Lần đầu tiên, Tầm Thên cất tiếng gọi cha mẹ, nhưng cha mẹ Tầm Thên đã chết cả, không ai trả lời, chỉ nghe mấy đứa trẻ khóc u ơ. Tầm Thên bèn cố sức vươn dậy. Tầm Thên vươn đến đâu thì trời được trọi cao lên đến đó. Khi Tầm Thên đứng lên thì trời vung lên và thành một vòm trời cao tít như ngày nay. Những mảnh rớt lại dưới đất thành ra đồi núi ngổn ngang. Lúc Tầm Thên vươn lên như thế, người ông cũng khỏe thêm và càng to ra, to và cao hơn cả dãy Trường Sơn bây giờ. Tầm Thên lấy tay cào núi để làm nương. Dãy núi ở tỉnh Bình Thuận ngày nay có một quãng bị đứt là do Tầm Thên đào đi, lại bứt dây bệnh quăng gánh, gánh đất đá đổ đi, đổ ra ngoài biển, do đó mà ở ngoài biển có những hòn đảo như ngày nay. Mỗi bên gánh của Tầm Thên to bằng quả núi, Tầm Thên gánh mãi khiến đòn yếu, quan rảo dần. Tới giữa đường một bên quan bị đứt, đất ở bên quan bị đứt đổ xuống thành quả đồi tròn, còn đất ở bên kia thành quả núi, vẫn giữ hình thù sọt đất có ngọn cao. Hai quả núi này ngày nay vẫn còn ở Phan Rí, mang tên Tầm Thên, còn gọi là núi Đức Gióng.